dậy sầu, sẽ gật trong vui sướng. Anh đi trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, lon tình thương, tình thương Chúa Trời, lon niềm vui, niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Ôi đồng lúa mênh mông phơi mình dưới nắng hồng, lúa đã trổ bóng dân đang sức sống. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo khắp nẻo đời. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng. Truyền thông phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú và anh chị. Hôm nay Chủ nhật cuối tuần, ngày 7 tháng 4 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, vào một ngày cuối tuần đầy năng lượng, các thầy và nhân viên phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã cùng nhau ra quân trồng cây trên mảnh đất rộng 4.000 m², được một nhà hảo tâm cho mượn. Không khí trong vườn rộn ràng tiếng cười nói, tiếng cuốc đất, tiếng xẻng vang vọng, tất cả hòa quyện tạo nên một bầu không khí ấm áp và tràn đầy sức sống. Từng cây xạ đen, cây nhãn lồng, chùm ngay, xương khỉ được các thầy và nhân viên tỉ mỉ trồng xuống. Họ cẩn thận cuốc hố, bón phân, dung đất và che mát cho từng cây con. Mỗi nhành cây được trồng xuống như thể mang theo niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng, hứa hẹn một khu vườn thuốc xanh tốt và đầy sức sống. Hành động ý nghĩa này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của tập thể phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Cùng nhau lao động, cùng nhau dung trồng cây xanh, các thầy và nhân viên đã có những giây phút vui vẻ và đáng nhớ bên nhau. Với sự nỗ lực và nhiệt quyết của tập thể, mảnh đất 4.000 m² hứa hẹn sẽ trở thành một khu vườn thuốc xanh tốt, cung cấp nguồn dược liệu quý cho công tác khám chữa bệnh của phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm của phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đối với cộng đồng và môi trường. Chúc cho mảnh đất này sẽ sớm được phủ xanh bởi những cây thuốc quý, góp phần vào sự phát triển của phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Sau một ngày lao động hăng say dưới ánh nắng rực rỡ, các y sĩ và nhân viên của phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã cùng nhau trồng thành công hàng trăm cây thuốc nam quý hiếm. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của tập thể phòng khám đối với bệnh nhân ung thư. Phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, được thành lập bởi nhà nghiên cứu khoa học Linh mục Cha Pedro Nguyễn Văn Tường, với mục tiêu hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Nơi đây không chỉ là một phòng khám mà là mái ấm thứ hai của những bệnh nhân ung thư, nơi họ được chẩn đoán, hỗ trợ điều trị và chăm sóc tận tình bởi đội ngũ y sĩ giàu y đức và tâm huyết. Hoạt động trồng cây thuốc nam được phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tổ chức thường xuyên
nhằm tạo nguồn dược liệu sạch, an toàn phục vụ cho công tác điều trị bệnh ung thư. Các loại cây thuốc được trồng tại đây bao gồm cây xạ đen, cây xương khỉ, cây nhãn lồng, cây mật nhân. Đây đều là những loại thuốc quý có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, tăng cường đề kháng và cải thiện chất lượng cho cuộc sống bệnh nhân. Bên cạnh việc trồng cây thuốc nam, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện khác như chăm sóc bệnh nhân ung thư nghèo, tặng quà cho bệnh nhân, tổ chức các hội thảo y học nhằm giúp đỡ những bệnh nhân ung thư vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Bài viết này là lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ y sĩ và nhân viên của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, những người ngày đêm cống hiến hết mình để mang lại niềm hy vọng cho bệnh nhân ung thư. Hoạt động trồng cây thuốc nam là một minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, đồng thời thể hiện cam kết của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí trong việc hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả và nhân dân. Bài viết này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước những hành động ý nghĩa của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, và bày tỏ mong muốn được chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Hy vọng rằng bài viết này sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng và giúp đỡ những bệnh nhân ung thư có thêm niềm tin vào cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại thầy Thanh cũng như là thầy Quý và tất cả mọi người đang có mặt tại vườn thuốc để trồng thuốc. Thì như thường lệ buổi sáng các thầy tập trung về phòng khám để mà chăm sóc lo cho bệnh nhân. Còn buổi chiều thì các thầy vẫn chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là gồm có thầy Hạnh, thầy Mai và thầy Tiến và chị Linh, em Châu sẽ lo cho vấn đề chăm sóc bệnh nhân vào buổi chiều. Đó cho nên những bệnh nhân mình yên tâm mà ở lại điều trị, ví dụ có những bệnh nhân đi khám vào buổi chiều thì vẫn được chăm sóc tốt. Và những bệnh nhân mới đi xa tới, đi vào buổi chiều cũng vẫn được tiếp nhận nhận bệnh như thường lệ. Còn nhóm còn lại là nhóm của thầy Thanh và thầy Quý, anh Keo, anh Mao và anh Thưởng thì xuống tập trung tại vườn thuốc ở đây để chăm sóc, tưới những cây thuốc và trồng thuốc. Thì hôm nay nè là có anh Keo, anh Mao, rồi anh Thưởng, thầy Hạnh, thầy Quý với chị Linh tập trung xuống vườn thuốc ở đây. Tại vì bữa nay là cần phải trồng cái cây xạ đen. Tại vì trồng thì phải trồng đồng loạt và trồng sớm, chứ để lâu thì cái cây thuốc nó sẽ mất sức, cây con mà, cho nên là phải trồng sớm. Và bên cạnh đó thì mỗi cây như vậy á, là khi trồng những cái lỗ vậy đó, mình bón phân bao gồm sơ dừa cho trấu, rồi phân bò trộn đều lại với nhau, sau đó rồi mình đào lỗ lên, mình trồng, đặt cái cây giống xuống, mình lấy những cái chà của những cây bạch đàn nè đó, rồi mình đẩy lên, mình cắm xung quanh á để cho đừng bị nắng. Bởi vì nếu như mà cây á, mà cây con mà nó nắng thì nó sẽ mau xuống sức và chết. Cho nên là ở đây nè, các thầy từng lỗ cây một là các thầy đẩy lại, cắm những cái cây, những cái chà của những cái cây bạch đàn đó, giúp cho những cái cây con nó phát triển tốt. Rồi mình tưới nước lên đó, rồi chăm sóc mỗi ngày như vậy, để khi nào mà cây nó có đủ sức rồi đó, mình mới dỡ những cái nhánh này ra đó, thì cây nó mới tốt. Thì khi mà cái miếng đất này hiện tại thì chưa có mưa, do đó là khi mà mình đặt những cái cây này xuống xong rồi đó, thì những quanh những cái gốc á, bắt đầu các thầy mới mần cỏ, chứ không có mần cỏ sớm. Có nhiều trường hợp á, là mình sẽ mần cỏ xong hết, mình ban đất cho bằng phẳng hết rồi đó, mình mới đặt cây giống. Nhưng mà làm như vậy thì sẽ không kịp. Bởi vì nếu như làm như vậy á, thì khi mà mình dãy cỏ phía trước á, mình dãy phía sau tới đây nè, thì khi mà mình trồng á, đặt mình trồng á, thì cỏ nó mọc lên lại. Bây giờ mình sẽ căng cái hàng dây
sau đó rồi mình bắt đầu mình đào lỗ xuống đó, giống như bên đó là anh Thưởng với anh Keo đang đào những cái lỗ đó theo cái hàng dây, dây căng thẳng. Rồi mình đặt xuống, xong rồi khi trồng xong á, mình mới màng cỏ xung quanh cái gốc đó. Rồi có thời gian bắt đầu mình sẽ xin là dãy cỏ xung quanh những cái nền còn lại. Thì ở đây nè, cái loại đất này nè, đất này nè, là đất thịt, không có phèn. Nó rất là khô nha, bởi vì mùa này là mùa khô, chưa có mưa, chưa có hột mưa, chưa rớt xuống. Thì những đất này nó nứt nẻ hết trơn, đó. Nhưng mà nó rất tốt. Ví dụ như giờ có một cơn mưa rơi xuống hoặc là mình tưới nước mỗi ngày á, thì những cái đất này nè, nó sẽ liên kết lại với nhau. Đó, rồi đất này liên kết như vậy thì cây thuốc trồng lên rất là tốt. Cái đất mà bị phèn á, thì cái đất mẫu đất này nè, nó sẽ có ngã sang màu vàng. Đó là đất nó không có tốt bằng. Trồng á, cây thuốc nó rất dễ bị đén, đén cái gốc. Còn cái đất này nè, đất này là đất thịt mà không bị phèn, cho nên cái màu đất á, nó trắng hơn, nó trong hơn. Đó. Rồi mặc dù là hiện tại nó hơi khô, thì cái đất nó khô á, thì sẽ tưới, phải tưới nhiều, tưới nước nhiều hơn. Chưa có mưa, chưa có xuống, do đó là mình tưới nước á, thì mình tưới phải tưới nhiều. Mặc dù nó hơi hao điện hơn một chút, nhưng mà chờ cho hết cái đợt cây thuốc này nó lớn hơn chút á, rồi có mùa mưa tới á, thì đất nó sẽ có nước mưa xuống á, thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà mình không chờ tới khi mùa mưa xuống mình mới trồng, mà mình phải trồng liền. Tại vì những cây này là những cây lâu năm, do đó là với thứ hai nữa là mình trồng càng sớm càng tốt. Bởi nếu mình trồng trễ á, thì cái nguồn thuốc mình có sẽ ít, sẽ là nó sẽ lâu lắm, lâu mới có. Còn mình tranh thủ mình trồng sớm thì cái nguồn thuốc mình sẽ có sớm. Nói có sớm vậy chứ cái thời gian cũng khoảng từ 1 năm rưỡi cho tới 2 năm mới là có cái nguồn thuốc chất lượng được. Tại những cây này á, cái nguồn dược liệu á, cái tính dược tính của nó đó, nó phải đảm bảo đủ và chất lượng thì mình mới dùng cho bệnh nhân được. Thì nó cũng phải mất từ 1 năm rưỡi tới 2 năm. Còn hiện tại thì mình xen kẽ, ví dụ như trồng những cái cây lâu năm nè, bên cạnh đó mình, các thầy sẽ trồng những cái cây ngắn hạn, 6 tháng, 3 tháng tới 6 tháng thu hoạch. Thì có những cái cây đó mình sử dụng trước, còn cái thời gian lâu hơn á, thì mình sẽ trồng những cây này à, là xen kẽ, vừa có lâu năm vừa có ngắn hạn. Thì cái nào có trước mình sẽ sử dụng trước, cái nào chưa có thì mình phải có thời gian. Thì mỗi một ngày như vậy á, vừa làm bên phòng khám, chăm sóc bệnh nhân, lo chu toàn cái công việc làm của mình, là không để cho bệnh nhân bị mình sơ xuất với từng bệnh nhân nào hết, mà mỗi bệnh nhân mình đều chăm sóc rất là chu đáo, lo tốt cho từng bệnh nhân một. Bên cạnh đó đó, mình dành thời gian buổi chiều để mà mình chăm sóc những cây thuốc này. Bởi vì càng lúc bệnh nhân càng đông, mà nếu như mình không có chuẩn bị cái nguồn thuốc từ xa như vậy á, thì thời gian sắp tới thì sẽ lo không có nổi cho bệnh nhân. Do đó các thầy phải tính toán cái chương trình làm sao mà mình vừa chữa bệnh ở thời điểm hiện tại, mà nhìn ở thời điểm sắp tới mình cũng phải lo được cho những bệnh nhân của mình. Tại vì sau đó những bệnh nhân họ tới nhiều, khi mà bệnh nhân tin tưởng vào các thầy, trước đó là tin tưởng vào cha, mà thông qua cha thì mới biết tới các thầy, thì các thầy cũng rất là cảm ơn bệnh nhân đã tín nhiệm các thầy thuốc để mà tới đây trao phó cái sức khỏe của mình để các thầy giúp, các thầy lo cho bệnh nhân. Thì điều đó là điều đáng quý, và các thầy sẽ cố gắng dùng hết những gì mà cha đã dạy cho các thầy, để các thầy yêu thương cho không, các thầy giúp cho bệnh nhân bằng chính cái chuyên môn của mình, bằng chính những gì cha dạy dỗ các thầy, để giúp cho bệnh nhân ung thư vượt qua được cái căn bệnh của mình, ít nhất là cũng có được cái chất lượng điều trị tốt nhất, cải thiện được cái sức khỏe của mình. Ở đây thì các thầy rất là vui mừng, vui mừng khi mà được làm việc như vậy. Trước khi mà các thầy bắt đầu chữa bệnh á, thì cái công việc này là công việc chính nè, công việc đi ra ruộng ra đồng,
công việc đi ra ruộng, ra đồng mới là công việc chính của cha với các thầy. Năm 2014 á, thì cha từ nhà thờ Thành Thới về Trà Vinh. Rồi sau đó cha mới bắt đầu, cha trồng những cái cây, ví dụ như cây cà tím, cây su đũa, bầu bí, dưa gan. Rồi cha mới chở những cái cây đó đó, những cái trái đó, ví dụ như trái bầu, trái bí, dưa gan gì đó, cha cho những cái nơi như là bếp ăn từ thiện, rồi nhà dưỡng lão, rồi nhà dòng. Cha chở lên nhà dòng cái Mơn và nhà dòng cái Nhâm, rồi bếp ăn từ thiện bệnh viện Trà Vinh, bệnh viện Cù Lao Minh, bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, bệnh viện Trần Văn An, rồi cả bệnh viện tâm thần của tỉnh Bến Tre nữa, rồi nhà dưỡng lão ở các chùa. Cha giúp cho những nơi đó đó có cái nguồn rau củ quả. Rồi về sau đó, năm 2015-2016 thì cha mới bắt đầu trồng những cái cây thuốc nè. Cha bắt đầu cha trồng 10 loại cây thuốc quý. Rồi các thầy được cha dạy dỗ. Thì ở đây thì có thầy Quý, thầy Tiến, thầy Thanh, thầy Hạnh và nhiều người nữa, chứ không phải các thầy không đâu. Được cha đào tạo, cha dạy dỗ, sống cùng với cha, ăn cơm cùng cha, ngủ nghỉ sinh hoạt gì đó, thì nói chung là dành thời gian ở với cha. Rồi cha ra ruộng, cha làm, thì các thầy cũng ra ruộng đi làm giống như cha vậy đó. Đó là cái công việc chính hàng ngày mà các thầy làm. Cho nên ngày hôm nay á, khi các thầy đứng trên cái miếng đất này á mà làm việc á, trước tiên là các thầy nhớ đến cha, nhờ cha mà hôm nay các thầy mới có được ngày hôm nay. Có đâu có ở trong lòng mình làm được những việc này, không phải các thầy biết làm đâu. Thật sự ra mà nói, ở đây các thầy rất là thư sinh, có nghĩa là không có, trước đó không có làm những cái công việc này, nhưng mà từ khi mà theo cha rồi đó, bắt đầu cha đào tạo, cha dạy dỗ mình ra ruộng, mình làm này làm kia đó, cha dạy từng chút một, cho nên các thầy mới bắt đầu mới làm. Thì cho tới ngày hôm nay nè, những cái cây thuốc các thầy trồng lên đó, đó là những cái mà cha trước đó cha đã từng chỉ dạy cho các thầy. Cho nên là khi làm một cái điều gì đó là trong lòng mình lúc nào cũng cảm thấy nhớ về cha. Vui là mình có được miếng đất, miếng giường để mình có thể trồng thuốc cho bệnh nhân, thì đó là điều rất là quý. Các thầy cũng rất là mang ơn vị ân nhân đã giúp cho miếng đất này để các thầy trồng thuốc. Đó là niềm vui của các thầy. Mà bên cạnh đó cũng có nỗi buồn. Nỗi buồn ở chỗ là không có cha bên cạnh. Nếu như đánh đổi lại, mà nếu như công việc này một ngày nào đó mà nếu như các thầy được làm bên cạnh cha thì điều đó là điều hạnh phúc nhất. Nhưng mà không có cơ hội để được cái điều mong muốn đó. Mình làm như thế này là mình nhớ đến cha, nhưng mà mình không còn được làm bên cạnh cha nữa, thì điều đó là điều mà các thầy cảm thấy rất là buồn. Mà mỗi lần mà đi ra nhìn thấy cây thuốc như thế này nè, hồi trước á, khi mà vừa trồng xong á, thì thầy Thanh hoặc là thầy Quý á, đi ngang mà lỡ quên á, sơ ý á, đạp trúng cây thuốc là cha la liền. Cha nói á, làm mà cái đầu để đâu á, đầu óc để đâu á, không lo cho cây thuốc, mình cứ tập trung suy nghĩ cái gì đó rồi lo ra đó. Thì mỗi chút là cha đều nhắc nhở. Chính những cái cây này khi cha trồng xong, cha dặn dò kỹ lưỡng từng chút, con ơi, khi trồng vậy nè, cũng phải che những cái cây, những cái trà xung quanh đó, đừng để cho nó nắng. Nếu mà nó nắng là nó sẽ bị mất sức, chết. Thì khi đó cái cây nó mất sức thì tụi con trồng, tụi con về tụi con tội lắm. Cho nên là tụi con phải nhớ nha, thương cái cây thì phải trồng sao mà cho nó tốt nhất có thể. Đó, thì hôm nay các thầy cũng làm giống cha chỉ dạy vậy đó.
Thì hôm nay cũng chia sẻ với mọi người một chút như vậy, rồi cũng dắt mọi người đi tham quan cái khu vực này một chút để mọi người biết được, hiểu được cái công việc các thầy làm như thế nào, qua đó thương nhớ tới hình ảnh của cha, góp lời cầu nguyện cho cha. Rồi còn việc làm của các thầy sẽ làm mỗi ngày, cho nên là hy vọng rằng mọi người sẽ theo dõi và yêu thích cái công việc này, cũng như là mình nhìn thấy những bệnh nhân mà được chăm sóc, được lo lắng. Mà nếu những cây này lớn lên rồi, có cái nguồn dược liệu tốt rồi, lo được cho bệnh nhân, thì đó là cái thành quả lớn nhất mà thầy nghĩ là không có gì mà xứng đáng bằng. Cho nên là cũng muốn chia sẻ một chút tới tất cả mọi người. Và bây giờ mình đi tham quan xung quanh ha. Xin mời tất cả mọi người theo chân thầy Thanh, để mình theo chân tất cả các thành viên trong phòng khám, để mình thấy được công việc hôm nay như thế nào nha. Ở đây là những cái lỗ này nè, là có trộn sơ dừa cho cháu với phân đó. Rồi bắt đầu mình sẽ đặt cây giống dưới đây, mình lấy những cái đất này là mình lắp lên, mình lấy mấy cái chà đó mình đậy lại để cho không bị nắng. Đây là trồng theo hàng đó, cứ một hàng như vậy là chừng 15 tới 16 cây mỗi hàng như thế này nè. Khi tưới sẽ không bị sót, và khi cây nó lớn lên á sẽ có được ngay hàng ngay lối. Đây là cô Hạnh. Thì thông thường á thì cô Hạnh, thầy Hạnh á sẽ ở trên phòng khám để mà lo cho công việc của phòng khám buổi chiều, nhưng hôm nay do trồng thuốc rất là gấp gáp, mình phải đặt cái thuốc sớm cùng một lúc để cho cây thuốc nó phát triển đồng đều và không có để trong bầu lâu nó sẽ mất sức. Do đó nên thầy Hạnh cũng dành chút thời gian để xuống phụ với mấy thầy ngày hôm nay. Có chị Linh nữa đó, đây chị Linh với thầy Hạnh. Đây là thầy Hạnh nha, còn đây là chị Linh. Thầy Hạnh với thầy Thanh, với thầy Quý, thầy Tiến là theo cha là nhiều năm nay, cho đó là chuyện mà đi ra đồng ra ruộng là rất là quen thuộc rồi. Còn đây là chị Linh. Chị Linh cũng là một thành viên trong phòng khám để mà lo công việc phòng khám, thì hôm nay chị xuống chị phụ cho mấy thầy. Bên đây là anh Thưởng. Anh Thưởng đang đào cái lỗ để bắt đầu trồng thuốc. Tại vì do cái mùa khô á cho nên là đất ở đây nó rất là cứng. Nên là cái công tác mà đào lỗ cũng rất là mất sức dữ lắm. Nhưng mà mình không thể chờ tới mùa mưa mình mới trồng được, tại vì lúc đó là chờ mùa mưa nó lâu. Lúc này là mặc dù trời rất nắng nhưng mà mình tranh thủ mình trồng càng sớm càng tốt. Đó, mỗi một lần như vậy là trồng á, đào cái lỗ thì phải căng cái dây nha. Nó có cọng dây. Mình khi mình trồng á mình căng cọng dây này nè, mình không có bị sai hàng, mình trồng thẳng hàng, hàng ngang, hàng dọc đó. Cho nên nó rất là đều cây. Đó là anh Keo. Anh Keo đang phụ trồng căng dây với anh Thưởng để đặt cái lỗ, đào lỗ. Còn đây là thầy Quý. Thầy Quý thì cha thường hay gọi thầy Quý với cái biệt danh là thầy Ấn Độ. Thầy Ấn Độ của cha. Đâu thầy Quý nhìn lên cho mọi người xem coi chiêm ngưỡng cái dung nhan của thầy. Thầy Quý rất là hiền nha mọi người. Thầy Quý buổi sáng lo chữa bệnh cho bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân, và buổi chiều thầy xuống đây thầy làm việc ở dưới này. Thầy là một nghệ nhân nha, nghệ nhân cây kiểng, cũng như là thầy cũng theo cha nhiều năm. Thầy cha đã chỉ dạy cho các thầy ở đây trồng cây thuốc như thế nào, thì hôm nay là các thầy làm tương tự như vậy để mình có cái nguồn thuốc để mình giúp cho bệnh nhân. Thì nói chung là các thầy rất là vui khi mà mình cũng góp một phần công sức của mình để lo cho bệnh nhân bằng cái khả năng của mình. Bên cạnh đó là làm giảm đi cái áp lực mà mình phải
mua thuốc từ bên ngoài, tạm thời là các thầy phải mua thuốc và gia công thuốc bên ngoài để có cho bệnh nhân. Nhưng mà sắp tới á, chừng 1 năm rưỡi, 2 năm nữa đó, thì cái nguồn thuốc mình có, mình cho bệnh nhân á, thì rất là quý. Cho nên là các thầy, hôm nay các thầy rất là vui mừng, hân hoan mà làm việc thì đương nhiên cũng có mệt. Nhưng mà khi mà mình nghĩ đến là sắp tới là bệnh nhân sẽ có được những cái nguồn thuốc, nguồn dược liệu quý mà giúp cho căn bệnh nó cải thiện tốt, thì tự nhiên cái trong lòng mình vui, mình thấy mình phấn khởi, cái mình cảm thấy mình làm việc nó không có mệt. Thì chương trình chắc có lẽ cũng hơi dài, thì cũng xin chào tạm biệt mọi người ở đây nha, rồi hẹn mọi người trong cái chương trình kế tiếp, cứ theo chân các thầy mỗi ngày để mình nhìn thấy những cái thành quả sắp tới sẽ như thế nào. Xin chào tất cả mọi người. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.